Thưa quý vị, và bây giờ tất cả đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi họp báo ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên, Phương Hiếu xin được phép được gửi đến cho nhà sản xuất để đưa ra những câu trả lời cho quý vị. Đó chính là với sự thành công của Quyền lực ghế nóng 2017 thì Quyền lực ghế nóng phiên bản nghệ sĩ 2018 là một ý tưởng từ đâu ra, cũng như nó sẽ có những điểm gì mới, thưa anh? Cảm ơn Hiếu. Xin gửi lời chào đến mọi người trong buổi sáng tốt lành. Như Hiếu đã nói thì năm ngoái chúng ta đã có một phiên bản dành cho những người gọi là phiên bản thí sinh bình thường ấy, cũng đã thành công và tạo ra những cái tiếng vang nhất định. Thì năm nay có sự đổi mới, đầu tiên là nói tóm lại thì có 3 điều để chúng ta chờ đón trong năm nay. Thứ nhất là xin rất là cảm ơn, chúng ta thấy 8 nghệ sĩ khách mời ngồi trên ghế nóng rất là chất. Tôi tin rằng 8 gương mặt này sẽ tạo ra rất nhiều điều khác biệt, đặc biệt là có những cái tư duy riêng biệt và sắc bén. Thứ hai là dàn giám khảo, tôi có thể gọi tạm là giám khảo 4 chấm. Các anh, các chị ở đây tuy là rất là mỏng nhưng mà tôi nghĩ là kiến thức rất là dày. Chúng ta nhìn vài giám khảo ngồi trên đây, nhìn có thể là mỏng manh, rất là siêu mỏng như chiếc điện thoại. Nhưng mà tôi tin chắc rằng với kiến thức rất là dày dặn của họ sẽ mang lại chúng ta những cái nhận định sắc bén và biết chứng để chúng ta. Thứ ba nữa là cái chương trình hôm nay, đặc biệt là những cái chủ đề đưa ra vào sân khấu được thiết kế rất là bám sát với thực tế. Những cái chủ đề mà nóng hiện nay mà xã hội đang quan tâm và tất cả trong giới nghệ sĩ và cả cuộc sống nữa sẽ được đưa lên để các bạn 8 nghệ sĩ của chúng ta không chỉ đến đây thi với nhau mà sẽ đưa ra những quan điểm, có thể những quan điểm riêng của mình, nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ chạm đến những cái thông điệp mà khán giả cũng muốn nghe, nói về những cái cuộc sống hiện nay, nói về những cái mảng màu của cuộc sống, nói về những tranh luận. Từ đó ban giám khảo sẽ là người đúc kết, đưa ra một cách biện chứng nhất để chúng ta có một cái nhìn về thời cuộc một chút xíu và nói nóng. Và thực sự năm nay ghế nóng thực sự nóng, và hy vọng là quý báo sẽ có đưa những cái thông tin tích cực, và chúng tôi cũng sẽ là những người cố gắng để truyền tải những cái thông điệp nóng nhất đến không chỉ là giải trí mà đó còn có những thông điệp nhất định của nhà tổ chức cũng như tất cả các nghệ sĩ tham gia. Đặc biệt là cảm ơn VTV3 cũng ủng hộ và giúp cho chúng tôi rất nhiều một cái sân chơi mới lạ. Phải nói lần đầu tiên trên sóng truyền hình, thực sự mà nói có một cái chương trình mà đi tìm người ngồi trên cái ghế nóng. Mà trước đây chúng ta cứ nói, tôi làm chương trình giải trí rất lâu rồi, thì ở trên các cái mạng thông tin hay trên cái mail của công ty hay là những cái Facebook của công ty thì luôn luôn nhận được là tại sao không có người này ngồi, tại sao không có người ngồi ghế nóng, tại sao người này nói đúng chưa. Luôn luôn có khán giả cũng đã là những người phản biện và cho mình là cái người với người hợp vào đó. Vì năm nay chúng tôi mời đích xác những cái nghệ sĩ mà họ yêu thích, họ có phản hồi trên đó và muốn họ được có tiếng nói đại diện cho những người nghệ sĩ cũng như là những khán giả mà mình yêu thích. Từ đó sẽ có những cái nhận định riêng. Tôi nghĩ là mỗi người đến với cuộc thi sẽ có cái màu sắc riêng của mình, như thế cuộc sống mới là phong phú. Nhưng dù sao cái cuối cùng vẫn là chúng ta đưa ra những cái điểm gì mà cho khán giả qua cái giải trí đó họ thấy được rằng vấn đề mà chúng ta đưa ra có giá trị. Và tôi tin rằng năm nay sẽ có rất là nhiều giá trị được gửi đi. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn Vũ Thành Vinh. Và câu hỏi tiếp theo sẽ được gửi đến một gương mặt mà có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc rồi, và cũng từ những chia sẻ của anh Vũ Thành Vinh, đó chính là từ khi công bố giám khảo xuyên suốt của chương trình là tiến sĩ Lê Thẩm Dương, thì trên mạng xã hội cũng có nhiều những cái comment, wow, tiến sĩ Lê Thẩm Dương lấn sân showbiz. Có lẽ không biết là vì nguyên do gì và vì lý do gì mà tiến sĩ đã đồng ý ngồi vào chiếc ghế nóng nhất của Quyền lực ghế nóng phiên bản nghệ sĩ. Xin mời tiến sĩ. Vâng, xin kính thưa các nhà báo, xin kính thưa các anh chị em nghệ sĩ, kính thưa tổng đạo diễn chương trình. Xin phép được cho tôi bày tỏ cái quan điểm. Mỗi người đều có cái hệ quy chiếu của mình. Và khi chương trình mời tôi thì đấy là xin thanh tinh và rất là quý báu. Nhưng mà cái quyền nhận lời hay không thì tôi nghĩ tôi phải tôn trọng tôi. Nghĩa là tôi có nhận hay không. Nhưng mà ngay sau khi tôi nhận được lời mời thì tôi nhận liền. Là bởi vì lý do là thế này. Thứ nhất là tôi được đào tạo rất là kỹ về khoa học xã hội, cho nên tôi mới dám ngồi. Nhưng mà ở trên cả cái đó, đứng về mặt là cảm xúc ấy, thì tôi thấy chương trình đưa ra cái nội dung hay quá. Ngày xưa một cô gái thế nào là tốt, một anh thế nào là tốt, thì cái quy phạm đạo đức ấy nó rõ lắm. Và khi bắt đầu chúng ta mở cửa, khi mà các nền văn hóa nó trào vào, thì bây giờ nó bị rối. Nó bị rối thế nào là anh tốt, thế nào là chị tốt, thế nào là người đạo đức tốt, thế nào là người giỏi. Và một loạt các hệ quy chiếu nó thay đổi, làm cho một loạt các bạn trẻ cho đến người trung niên, cho đến cả người già trong giáo dục còn
nó cũng bị lúng túng hoàn toàn. Và chương trình mượn một cái thể loại vui mang tính Soviet mà lại là chương trình chính thống. Cho nên là tôi thấy cả hai cái nó đều hợp với tôi. Cho nên là tôi không phải là tôi được mời đâu, mà nếu không được mời có lẽ là tôi cũng xin tổng đạo diễn cho tôi được tham gia góp một tiếng nói. Và khoa học tự nhiên là khoa học của định lý, khoa học xã hội là khoa học của cách nhìn. Cho nên người Mỹ người ta nói rằng cái gì xảy ra đúng thì cái đó là đúng, không ai có quyền cho chúng ta một chân lý đúng cả. Cho nên quá trình tranh luận lúc bật ra, cho nên bỏ cái thứ văn hóa áp đặt, văn hóa chấp hành đi, mà đẩy một cái văn hóa phản biện để xã hội nó tiến lên cái đúng của nó. Cho nên chương trình góp được tiếng nói đó rất là thú vị. Và khi tôi tham gia được 3 số hả? 4 số là hôm nay, thì tôi thấy rõ ràng nó đang hiện thân cho cái việc đó. Thế nào là hiện tại, thế nào là tương lai, để đến thành công thì thành công là cái gì, cứ mơ hồ thế thôi, con đường đi đến ra làm sao, thế nào là ghen, ghen là cái gì, và tại sao nó lại cứ đố kỵ ở trong người. Một loạt các phạm trù như vậy giải quyết xong thì con người nó vững vàng lắm. Cho nên khoa học xã hội là khoa học của khái niệm. Khi anh giải quyết xong khái niệm thì không còn gì để học nữa. Và chương trình đã giúp cho mọi người chứ không phải chỉ một đối tượng đâu. Và chương trình đã bới ra một chương trình đưa ra các cái yếu tố để mình tranh luận. Tôi thiết nghĩ là thế này. Bản thân ông tổng đạo diễn, bản thân ông Lê Thẩm Dương, bản thân các bạn tham gia, chính họ cũng học được chứ không phải khán giả đâu. Thành ra là xã hội cứ mỗi người góp một tí thì có phải là tuyệt vời không? Mà thời lượng thì không dài, nhưng vấn đề nó đích đáng lắm, làm cho mỗi người trong tâm khảm phải chăn trở. Và thế là mọi người chia sẻ với nhau và sống tốt hơn. Tổng cộng cái đó lại thì nó ra lý do mà Lê Thẩm Dương nhận lời xuyên suốt. Cảm ơn tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Có những buổi quý vị biết là tiến sĩ phải từ đi công tác ở nước ngoài và bay về chỉ kịp giờ để ghi hình ngày hôm sau mà thôi. Có thể nói là rất dành thời gian và cả sự tâm huyết của mình cho chương trình rất quý giá. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Và tiếp theo muốn gửi câu hỏi đến cho một gương mặt mà có lẽ chúng ta rất là quen thuộc trong showbiz rồi, đạo diễn Lê Hoàng. Một cá tính thẳng thắn mà phần quý vị khán giả, nếu mà chúng ta thường nghe anh nói thì có nhiều người sẽ nói anh là đánh đá để trong ngoặc kép. Thế thì ngày hôm nay anh đã ngồi trên chiếc ghế nóng của Quyền Lực Ghế Nóng rồi và nghe 8 quan điểm chia sẻ, thì anh có thấy cái quan điểm nào nó đánh đá hơn mình chưa anh hả? Thú thực là thế này, khi mà tôi được mời vào chương trình ấy, thì tôi không hề biết, tôi biết là có một cái tên một cái chương trình như vậy mà trước đây tôi chưa hề xem. Và khi tôi mời thì tôi cũng không xem, thì tôi nghĩ bụng là thôi mình cứ đến đi rồi như thế nào đó. Chứ còn tất nhiên có hai cái cách, mà là một cái cách là mình xem nó như thế nào thì mình sẽ chuẩn bị cái tinh thần của mình, mà tôi thì không theo cái lối đấy. Tôi đến thì tôi mới biết rằng là nó là cái gì, và người ta còn hỏi những cái người đặt cái chương trình là thế nào. Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng, và tôi bước vào thì tôi mới biết rằng là cái chương trình nó là như thế. Và khi tôi ngồi vào thì tôi mới thấy một điều như thế này các bạn ạ. Thực lòng mà nói thì những cái tranh luận này nó là bổ ích. Nhưng mà tại sao nó bổ ích? Bổ ích bởi vì không phải là những cái người ngồi ở trên đấy nói ra được cái đúng đâu. Bởi vì có rất nhiều vấn đề thật ra thì đúng hay sai nó tùy vào mỗi con người và tùy vào mỗi hoàn cảnh. Trong cuộc sống ấy thì nó, trong cuộc sống mà đặc biệt là chúng tôi là cuộc sống về tình cảm ấy, thì nó không có chân lý, mà nó có cái cảm nhận của mỗi cá nhân thôi. Và tôi tin chắc là khi tôi ngồi ở đấy tôi rất nói rất nhiều điều bậy bạ. Cái đấy là nói thật lòng chứ không phải là tôi nói. Có phải là ông Lê Hoàng đến đấy để nói những lời hay ho để người ta học tập không? Lê Hoàng thì đến nói những điều mà Lê Hoàng nghĩ, và trong những đó thì có nhiều cái hay và có nhiều cái đúng và có nhiều cái rất là dở, và thậm chí rất là nhiều cái sốc và nhiều cái không đi bất khiết. Đấy. Thì khi mà các bạn xem như vậy thì các bạn sẽ tự rút ra một điều như thế này này. Thật ra đó, chẳng có ai có thể thay mình được. Và ngay cả những cái người mà tưởng như là có trình độ hay là có văn hóa hay là có hoạt ngôn ấy, họ có thể nói những điều rất là trái quấy và rất là khác thường. Thì vấn đề là các bạn từ đấy các bạn rút ra là chính mình cũng có thể có ý nghĩ, chứ không việc gì phải đi theo những cái con người như vậy. Bởi vì những con người như vậy á, họ nói trên cái cơ sở của họ, còn các bạn nghĩ trên cái sở của mình. Thế là khi tôi nói, tôi luôn luôn nghĩ là thế này, khi tôi nói cho các chương trình và cả cái chương trình ngày nữa đấy, tôi hay nói hơi bị sốc, tôi hay nói hơi bị, nó thật ra là hơi nhiều, đôi khi nó hơi được không được êm tai. Và tôi biết điều đấy chứ, làm gì mà tôi không biết là cái đó không phải là hay.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hãy trình bày cái thật đấy ra, và cả cái xấu cả cái tốt của mình ấy, để các bạn thấy rằng là ở đây các bạn không có việc gì phải thần tượng ai cả. Ông Lê Hòa cũng có thể nói rất là tệ và có thể rất là cháy khoáy, và các bạn cảm thấy như thế là sao, để các bạn thấy rằng các bạn tự tìm ra ở trên những cái ghế nóng này. Tôi nghĩ không phải là thay mặt các bạn tìm ra một chân lý cho các bạn noi theo không, nó chỉ là một cái điều theo tôi nghĩ thôi, nó chỉ là một cái điều mà những cái tranh luận trái chiều và vô cùng đôi khi vô cùng kỳ quái, vô cùng quái đản, và làm cho các bạn ngỡ ra, làm cho các bạn ngạc nhiên, và thậm chí có thể làm cho các bạn phẫn nộ. Không có sao cả, không có sao hết. Một cái chương trình nó phải kích thích cái suy nghĩ của các bạn, nó kích thích tất cả các thứ, chứ nó không thể chỉ là ve vuốt là các bạn là nhờ những cái này mình đến đây là mình được học hỏi, mình đến đây là mình được chỉ dẫn. Không có đâu các bạn ạ. Thật ra các bạn đều là những cái người ở nước ngoài, các bạn ở cái tuổi này là không có ai chỉ dẫn đâu, đã 20 mấy tuổi rồi, các bạn đã có một cái kiến thức và có một cái phông nền rất là mạnh rồi. Nếu mà giờ phút này mà các bạn còn nghe ai chỉ dẫn để hiểu thế nào là yêu, thế nào là ghen thì tôi vô cùng kinh sợ. Nó thực là như vậy. Các bạn phải có hết cả, và các bạn chỉ đến đây để xem rằng là những lời của các lão như lão Lê Hoàng ấy có hợp lý hay không, là các bạn có thể đắc thắng và hóa ra lão trả ra cái quái gì. Đấy. Thế tôi nghĩ rằng là chương trình nó phải gây cho các bạn cái niềm tự tin như thế, chứ không phải là gây cho các bạn mà cái sự là ôi trước đây ta không biết gì, sau chương trình ta bừng sáng lên. Không có đâu, không bao giờ có các bạn ạ. Các bạn không tự bừng sáng mà các bạn không tự tin với cái điều của mình thì hết sức là đáng tiếc. Thế nên là tôi luôn luôn nói thế này này, có cái vấn đề mình đặt ra là một vấn đề, nhưng cái quan trọng là cái thái độ của mình, cái thái độ đấy. Thế là cái, tôi thì tôi chọn cái thái độ đó là không khoan nhượng, chọn cái thái độ là không gọi là không có suy nghĩ kỹ. Bởi vì rằng là con người chúng ta trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng cân nhắc, chúng ta cũng uốn lưới, chúng ta cũng ngồi trên diễn đàn, không có đâu. Rất nhiều khi chúng ta phải bộc lộ ra một cái bất ngờ, và rất nhiều khi chúng ta chỉ nói cho bản năng thôi. Thành ra là chúng ta phải tập một cái điều là tôn trọng những cái bản năng đó, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng cân nhắc, chúng ta cũng uốn lưới 7 lần. Không có. Không, các tôi chỉ mong các bạn lần cuối cùng là tôi muốn nói là hãy có cảm xúc thật. Còn cảm xúc thật đó là đúng hay nó sai thì cuộc sống sẽ dần dần điều chỉnh. Không nên trông chờ vào một chương trình, mà cũng không nên trông chờ vào một cá nhân nào làm cho cảm xúc của các bạn đúng đắn. Chỉ chính mình mà thôi. Cảm ơn đạo diễn Lê Hoàng. Thưa quý vị, đó là quý vị thấy là một cái quan điểm đã khác biệt ở trên chiếc ghế nóng quyền lực nhất của chương trình rồi, phải không ạ? Để chúng ta cùng tham khảo. Nhưng mà ở đây chúng tôi chẳng những có một chiếc ghế nóng, hai chiếc ghế nóng quyền lực nhất có quyền cho điểm đánh giá và nhận xét, mà chúng tôi còn 8 chiếc ghế nóng còn lại nữa. Vậy thì nhà báo MC Trác Thúy Miêu, chị đã ngồi vào ghế quyền lực, ghế nóng cả phiên bản trước và phiên bản này, phải không ạ? Thì cái sự khác nhau giữa những quan điểm tư duy của những thí sinh là những khán giả trong những ngành nghề bình thường với những nghệ sĩ thì nó có khác gì không chị? Ở mùa trước với phiên bản mùa đầu tiên của quyền lực ghế nóng thì lúc đó là tôi hỗ trợ cho cái tiết mục để tạo ra đề tài tranh luận cho thí sinh, và từ lúc đó thì mình đã thấy một cái giữa một cái thị trường mà MC chúng tôi luôn được nhắc nhở là nói ít thôi cho nghệ sĩ người ta hát, thì đây là một chương trình mà các tiết mục nghệ thuật phục vụ cho quan điểm và tư tưởng của người phát ngôn. Người Việt tập thấy thú vị khi nghe nói, chứ không cần phải có giai điệu và trò múa vui người ta mới nghe. Chúng ta đã phát triển đến cái cảnh giới của giải trí về tư duy, và đó là khi những nhan sắc như thầy Lê Thập Dương và đạo diễn Lê Hoàng có vị trí trên sóng truyền hình, và cả tôi nữa. Và cũng đi từ cái nghiệp vụ đã từng là đồng nghiệp của các anh chị em khi phải phỏng vấn nghệ sĩ. Tôi không biết các anh chị em ngồi ở dưới thấy như thế nào. Đối với tôi sợ nhất khi đi làm nghề đó là không được làm những bài phân tích cá nhân mà phải làm bài phỏng vấn. Và khi tôi làm talk show, đến bây giờ tôi không làm talk show nữa. Vì nỗi sợ lớn nhất mà tôi xin phép được trình bày rất thẳng ở đây, đó là tôi sợ khi nghệ sĩ cứ tiếp tục phải nói dối với tôi để tự vệ. Các anh chị ký giả ngồi ở dưới đã nhìn thấy chắc là bao nhiêu lần trong cuộc đời làm nghề của mình những ánh mắt thận trọng và những câu trả lời rập khuôn và ngữ pháp hoàn hảo, chính tả hoàn hảo, cá tính nhạt thích của nghệ sĩ Việt Nam. Đó là vì sao mà ngay từ thời thành phong kiến đến bây giờ người nghệ sĩ vẫn không thoát được, mặc dù là người ta ngưỡng mộ tài hoa và hào quang của các bạn, nhưng không thoát được một sự kỳ thị nhất định cho cái việc bạn chỉ múa giỏi và hát hay
một con hát. Nhưng tôi tin tôi có một sự thật khác, đó là khi tôi đi nhậu với nghệ sĩ, trời ơi, ông này tư duy, sự cấp tiến, sự tiến bộ, khả năng thẩm thấu tác phẩm và trải nghiệm cuộc đời riêng và cảm xúc rất đặc biệt làm nên người nghệ sĩ. Những điều đó họ chưa bao giờ trải ra trên trang báo, trong những cuộc phỏng vấn với tôi khi tôi còn là một phóng viên, hay trong các talk show. Và lúc đó tôi đã ao ước và thèm muốn ai mang được bàn nhậu của nghệ sĩ lên truyền hình. Truyền thông Khang làm được điều đó. Một cái bàn nhậu nơi người ta không chỉ thấy mặt trái của đời sống nghệ thuật là bê tha và nhậu nhẹt vào những đêm sau khi chúng tôi đi diễn về, mà đó là cái quan điểm tư duy, và đó là cái điều người ta nói đến khi người ta nói đến là người nghệ sĩ giải trí, chứ không chỉ là ca sĩ hay diễn viên. Mà một người nghệ sĩ toàn tài đó, anh còn có một cái nhiệm vụ, anh bán đời từ qua mạng lưới truyền thông cho khán giả. Anh được thụ hưởng từ xã hội, tất cả những khán giả ái mộ, yêu thương, tung hô, nhưng anh chịu trách nhiệm về lãnh sướng tư tưởng. Đây không có nghĩa là anh chị sẽ là những người phát ngôn ra chân lý để fan của mình theo. Một thực trạng nữa rất là đáng thương cho người trẻ Việt Nam, đó là mỗi buổi sáng tôi nhận rất nhiều tin nhắn và inbox và các comment trên Facebook cá nhân là: em chờ mãi đến bây giờ chị mới lên tiếng về vấn đề này, ôi em thở phào. Là người ta chờ để có tư duy, người ta chờ một người lãnh sướng để có tư duy. Sự thụ động đó và sự đi theo bầy đàn trong tư tưởng đó là một mối nguy của dân tộc, của xã hội, không thể nào cấp tiến được. Và tôi hay là anh Lê Hoàng rất là nhiều lần đã nghe chúng tôi song hành với nhau, và chắc chắn là cả tiến sĩ Lê Đình Dương nữa, có những lúc chúng tôi dũng cảm đưa ra những điều mà tôi ăn đá riết, giờ tôi bị ghiền đó mấy anh chị. Tôi bị ghiền vitamin gạch đá. Vì khi đó tôi say sưa, tôi nhận thấy một điều rằng là sứ vụ cao nhất của nghệ thuật hay người nghệ sĩ hay người phát ngôn cuối cùng là tạo ra tranh luận, chứ không phải lãnh sướng một bản giao hưởng nhàm chán của tư tưởng xã hội. Và ngồi ở đây là những nghệ sĩ mà tôi ao ước rằng là khi tôi làm công tác về báo chí hay là làm những talk show, tôi ao ước họ đã từng là khách mời của tôi. Đây là những nghệ sĩ trẻ dũng cảm. Nếu tôi sai thì sao? Hãy tranh luận. Và đây cũng là bước đầu tiên chúng ta đưa lên một cách nhìn về tranh luận và phản biện một cách văn minh. Và đây cũng là bước đầu tiên những khán giả trẻ của những nghệ sĩ trẻ này sẽ không phải là tôi nghe theo anh ấy, tôi ủng hộ anh ấy và tôi sẽ tấn công bất cứ nghệ sĩ nào có quan điểm nghịch với anh ấy, mà tôi đang nhìn thấy anh ấy dũng cảm đưa ra quan điểm cá nhân của mình, và đó là một cách lãnh sướng rất tốt cho thế hệ khán giả trẻ của những nghệ sĩ này. Và tôi cho rằng đó là vai trò đặc biệt của phiên bản nghệ sĩ của Quyền Lực Giải Nóng. Cảm ơn giám khảo Trác Thúy Miêu.